Thanh Nhã rất vui chào đón quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Smart Money with Lý Hồ. Hello người đẹp Lily. Xin chào Thanh Nhã và xin kính chào quý vị. Năm mới ngày đầu tiên đến với chương trình thì Ly gửi đến quý vị một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết. Hai đứa mình giống như là Lady in Black and White. Hai chị em đối lập. Rồi năm mới của Ly như thế nào? Chia sẻ với Nhã với quý vị thấy nha. Cảm ơn Thanh Nhã. Thì năm mới của Ly mặc dù hiện tại bây giờ mình đang bị hạn chế đi lại phải không Thanh Nhã, nhưng mà Ly nghĩ là cái khoảnh khắc mà mình chào đón mình đưa tiễn cái năm cũ, mình chào đón năm mới đó, nó cũng là cái thời gian mà mình nên spend time với gia đình. Đúng cho nên rồi. Thực sự là cũng không có buồn, cũng vui như mọi năm thôi. Dạ. Với có thêm một cái nữa đó là mình háo hức, mình muốn quay lại trường quay lắm, tại vì nhớ Thanh Nhã nè, nhớ với lại nhớ những cái giây phút mà mình được chia sẻ những cái bí quyết tài chính với quý vị. Rồi vậy là mình sẽ đi thẳng vào chương trình để không làm mất nhiều thời gian nữa, bởi vì Thanh Nhã thấy là quý vị đã gửi những câu hỏi vào cho chương trình mình rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Thanh Nhã sẽ trích ra một số câu hỏi mà quý vị hay hỏi nhiều nhất. Quý vị đã từng được nghe Ly chia sẻ về bảo hiểm nhân thọ nè, rồi bảo hiểm term ngắn hạn cộng thêm là bảo hiểm trọn đời. Thì theo Ly là bảo hiểm term ngắn hạn với bảo hiểm trọn đời thì cái số tiền nó khác nhau khi nào, cái nào mình nên mua, cái nào mình nên chọn phải không? Câu hỏi này là cái câu hỏi mà Ly được quý vị với lại khách hàng hỏi nhiều nhất. Cái Thanh Nhã cảm ơn câu hỏi của Thanh Nhã nha. Rồi cái câu trả lời nó tùy thuộc vào cái nhu cầu mua bảo hiểm của mình như thế nào nữa, tức là cái nhu cầu của mình muốn cái gì đó ngắn hạn hay là muốn cái gì đó trọn đời. Thì bây giờ mình nói với bảo hiểm ngắn hạn đi, thì như quý vị biết bảo hiểm ngắn hạn là term insurance á, nó có hiệu lực trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm. Thì sau cái thời gian thời hạn hợp đồng đó, nếu mà mình vẫn sống khỏe gì đó thì cái mình không được đền gì hết, cái hợp đồng nó hết hạn. Thì ví dụ như mình mua, đối với những quý vị nào ví dụ như mà mình mua một căn nhà đi, mình có một cái khoản vay tiền nhà mortgage mình phải trả trong 20 năm, 30 năm á, thì đây là cái bảo hiểm ngắn hạn, đây là cái bảo hiểm thích hợp để mình cover được cái căn nhà. Tại vì sau 20 năm, 30 năm đó là mình đã pay off cái căn nhà rồi. Nhưng mà mình cũng, Ly cũng lưu ý với quý vị là bảo hiểm ngắn hạn á, nó sẽ expire sau 20 năm, sau 30 năm á. Nhưng như mình nói, nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì mình không được đền và tiền cũng mình cũng mất luôn những cái năm mà mình đóng. Rồi cái bây giờ nói về bảo hiểm trọn đời đi, thì ở mặt khác bảo hiểm trọn đời á, đúng theo cái tên của nó thì nó là permanent, nó cover, nó chi trả cho mình trong suốt cái quãng đời, trong suốt cái cuộc đời của mình luôn. Thì bảo hiểm trọn đời đó, ngoài tại vì bảo hiểm trọn đời ngoài cái những cái quyền lợi, ngoài cái quyền lợi về tiền tử á, thì bây giờ bảo hiểm trọn đời nó rất là hiện đại, nó có quyền lợi về nó gọi là quyền lợi sống, living benefit luôn Thanh Nhã. Quyền lợi sống tức là sao? Tức là mình á, là cái người mua bảo hiểm, mình có thể hưởng được những cái quyền lợi đó ngay khi mình còn sống luôn, chứ không phải là mình mua bảo hiểm xong rồi cái mình đợi phải có người mất thì cái người còn lại mới được tiền. Thì cái quyền lợi sống đó, nó bao gồm như thế này là chương trình bảo hiểm trọn đời permanent á, thì có chi trả cho những cái vấn đề về bệnh nữa. Ly nói ví dụ như khi mà mình có bệnh gì critical, tức là bệnh cấp tính hay là những cái bệnh ở giai đoạn cuối, terminal illness đi, thì mình cũng được hãng chi trả. Hoặc là khi mà mình không cần mà mình phải lớn tuổi nữa, lúc mình trẻ đi chẳng hạn, mình bị những cái căn bệnh nào đó nó làm cho mình gần như là disabled, mình không có tự chăm sóc cho mình được, mình lúc nào cũng phải có người chăm sóc mình, hay nói chính xác là nếu mà mình không thực hiện được 2 trong 6 hoạt động hàng ngày đó, thì mình cũng qualify cho một cái benefit gọi là long term care, chăm sóc lâu dài. Thì trong cái phần này hãng cũng sẽ chi trả cho mình, mỗi một tháng hãng cũng đưa cho mình một số tiền để mà mình chi trả luôn. Hay quá. Hoặc là mình bị những cái bệnh mà dementia, Alzheimer, mất trí nhớ đó, tức là mình vẫn sống nhưng mình không có tự mình chăm sóc mình được, thì đó là nhờ những cái mà cái chương trình bảo hiểm trọn đời cũng sẽ chi trả. Ngoài ra một cái đặc biệt nữa quý vị, đối với chương trình bảo hiểm trọn đời á, mình cũng có, mình có thể mình được tiết kiệm tiền, mình được để dành tiền trong cái bảo hiểm đó luôn nữa, và tiền của mình trong trọng, nó gọi là cash value á, hay là saving á, là được hưởng lời theo thị trường. Và cái quan trọng hơn hưởng lời theo thị trường đó, nhưng mà mình sau khi lúc mà mình lấy tiền ra đó, mình không có phải lúc mà mình lấy tiền ra mình không có phải trả thuế, tức là giống như mình mua cái căn nhà Thanh Nhã, mình có cái sau 20 năm, sau 30 năm á, mình trả tiền đủ trong chổng là mình đã có equity trong căn nhà rồi phải không? Thì đối với cái hợp đồng bảo hiểm á, nó cũng y hệt như vậy, hợp đồng bảo hiểm trọn đời đó, sau 20 năm, sau 30 năm á, cái hợp đồng của mình own cái hợp đồng của mình, nó có cái phần cash value, tiền mặt trong chổng, mình có toàn quyền sử dụng với bất cứ lý do gì, bất cứ lúc nào mà không phải trả tiền thuế. Thì nếu mà so sánh á, giữa hai cái bảo hiểm, quay lại cái câu hỏi của Thanh Nhã nha, nếu mà so sánh quay lại giữa bảo hiểm ngắn hạn và bảo hiểm trọn đời đi, thì nếu mà một cái người khách á, hoàn toàn chưa bao giờ có mua bảo hiểm gì á, thì Ly sẽ recommend là mua cái bảo hiểm trọn đời. Tại vì như nãy giờ mình nói, bảo hiểm trọn đời á, cover mình hết suốt đời. Với lại á, cái mục đích để mà khi mà mình mua bảo hiểm á, tức là cái khoản bảo hiểm nó phải đủ để mà nó cover, hay là nó cover hết những cái gánh nặng tài chính. Nếu mà cái người có một trong hai người vợ người chồng không có còn có mặt ở lại, tại vì gánh nặng tài chính nó không có chỉ có căn nhà không Thanh Nhã. Mình thử mình đặt coi cái giá trị của mình như thế nào, tức là nếu mà mình không có mặt ở đó đó thì không có income của mình thì tiền ở đâu trả tiền bill, tiền bọng, tiền ở đâu nuôi con, tiền ở đâu cho con mốt lớn lên đi học này nọ nữa. Cho nên cái thì thấy cái bảo hiểm trọn đời lúc nào nó cũng là lựa chọn tốt hơn. Và với lại á, có một cái nữa là cái khoản bảo hiểm còn phải cover được cái nợ nữa, phải không? Mà hôm bữa Ly có chia sẻ là cái nợ á, nó không có tự nhiên sinh ra, không có tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ vợ sang chồng hoặc chồng sang vợ nếu mà một trong hai người không có mặt ở đó. Theo như Ly chia sẻ như vậy thì Nhã nghĩ là bảo hiểm term nó sẽ ít tiền hơn bảo hiểm trọn đời, phải không Ly? Thường là như vậy, đúng là như vậy. Nhưng mà cái gì nó cũng có lý do của nó như Thanh Nhã. Thì bây giờ mình phân tích đi nè. Tại vì bảo hiểm term, bảo hiểm ngắn hạn á, nó chỉ cover mình trong vòng 30 năm thôi. Ly nói ví dụ như bây giờ Ly mua một cái bảo hiểm ngắn hạn cho bản thân Ly 30 tuổi đi, thì 30 năm tức là cái hợp đồng đó chỉ cần cover Ly từ năm 30 tới năm 60 tuổi thôi. Nhưng mà Thanh Nhã có biết là từ năm 30 tới năm 60 tuổi á, cái khả năng á, mà mình bị Ly bị bệnh gì đó hay là bị tử vong gì đó nó rất là ít, nó rất là thấp. Cho nên cái cost của nó thấp là như vậy. Còn đối với bảo hiểm trọn đời đó, bảo hiểm trọn đời phải cover suốt nguyên cuộc đời của mình luôn, tức là sau năm 60 tuổi luôn, hết cả cuộc đời. Nhưng mà bắt đầu từ năm 60 tuổi trở đi là Thanh Nhã biết cái khả năng mà có chuyện gì xảy ra với mình hay là khả năng tử vong á, mỗi một năm nó càng tăng cao. Thì đối với bảo hiểm trọn đời đó, cái số tiền, cái tiền cost đó phải cao hơn là để cho những cái năm đầu á, những 30 năm đầu đi chẳng hạn. Họ có đủ cái cash, họ để dành đủ cái cash để mà chi trả cho cái cost của insurance từ cái năm 60 tuổi trở đi, khi mà cái điều kiện sức khỏe hay là cái tuổi của mình lớn rồi, không có thể đáp ứng được nữa. Thì Ly có cái ví dụ Ly muốn cho quý vị xem á, là hồi nãy Ly có nói á, mua bảo hiểm trọn đời nó không phải là mình để tiền vô một cái là mình mất tiền, mà là 20-30 năm sau á, là tiền của mình có cash value, mình có tiền mình có thể sử dụng trong trỏng. Anh có thể cho em xem ví dụ không ạ? Ví dụ như một người 30 tuổi nha, mình mua một cái hợp đồng là 300 ngàn, và mình quyết định là bỏ vô mỗi một ngày 10 đồng, tức là một tháng là 300 đồng đi. Mỗi ngày 10 đồng tức là một ly cà phê buổi sáng như này, một ly bô bà buổi chiều ở Thanh Nhã. Thì bây giờ Ly cứ tiếp tục đó, để cho 20 năm sau, tức là lúc đó Ly 50 tuổi đi. Thì quý vị nhìn vô cái con số bên phải ha, thì lúc đó đó trong cái hợp đồng này mình đã có 96.291. Đây là cái số tiền á, tiền cash value mà mình có thể lấy ra xài bất cứ lúc nào, không có phải trả thuế nữa nha quý vị. Rồi bây giờ nếu mình nhìn tới, nếu mà Ly cứ tiếp tục để tới năm 30 tuổi đó, lúc đó 30 năm sau, tức là lúc đó Ly 60 tuổi đó, thì ngay khoảng thời gian đó là Ly đã có một cái số tiền cash value là 211.167 rồi. Thì đây là cái lúc mà Ly mới nói là tiền của mình khi mà bỏ vào đấy không có mất đi đâu hết quý vị. Nó cứ accumulate, tức là nó cứ dồn lại. 30 năm sau thì quý vị có thấy không, là cái tiền từ cái số tiền 300 đồng mình để mỗi tháng vô mà mình đã có cái số tiền là 211.000 á. Số tiền này mình muốn làm cái gì cũng được hết, muốn nghỉ hưu, muốn cho ai, muốn lấy ra xài, tất cả là đều tax free nha quý vị. Nãy giờ Ly chia sẻ so sánh giữa hai cái bảo hiểm ngắn hạn với cái bảo hiểm trọn đời, không biết quý vị có theo kịp không, chắc Ly nhờ Thanh Nhã tóm tắt lại cho quý vị quá. Dĩ nhiên rồi, Nhã thấy là theo sự chia sẻ của Ly thì bảo hiểm trọn đời nó sẽ có lợi hơn nhiều. Bây giờ để Nhã tóm tắt lại cho quý vị ha. Thứ nhất là về term insurance, mình sẽ có chương trình bảo hiểm ngắn hạn trong 10, 20, 30 năm nè. Và tiếp theo là mình sẽ hết cái hiệu lực sau thời hạn hợp đồng. Và cuối cùng của cái chương trình này là thích hợp cho nhu cầu bảo hiểm tạm thời. Đối với cái phần permanent IUL, mình sẽ có bảo hiểm trọn đời không hết hạn, quyền lợi tiền tử nè, rồi quyền lợi sống, kể cả cái cái phần chi trả cho bệnh tật bao gồm cấp tính là rồi giai đoạn cuối nữa, rồi mình sẽ có chi trả cho phần chăm sóc lâu dài long term care, và số tiền mình để dành cash value được hưởng lời theo thị trường an toàn và không có bị mất tiền, và cuối cùng mình sẽ có là số tiền lấy ra xài được miễn thuế, tax free. Những cái điều rất là tốt đẹp về những cái chương trình mà Lý Hồ vừa chia sẻ đến quý vị, nhưng mà rất tiếc bây giờ chương trình của chúng ta lại không còn thời gian nữa. Thanh Nhã thấy trên cái màn hình là our minutes rồi. Cảm ơn Ly rất là nhiều đã giới thiệu đến cho quý vị những chương trình rất là tốt. Và Thanh Nhã cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nếu như mà quý vị có những thắc mắc gì về chương trình này thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp Lý Hồ qua số phone 7143885566. Và hình như là nhớ là Ly có chia sẻ cái gì trong năm mới nữa phải không? Đúng rồi, Ly đi đợi cái khúc cuối này để chia sẻ với quý vị đây nè. Thì số điện thoại là 7143885566, như là quý vị nếu mà Ly chưa có trả lời được hết những câu hỏi của quý vị có thể gọi điện thoại cho Ly, mình có thể nói chuyện qua phone hoặc là qua Zoom, hoặc là sau khi mà mình có thể đi lại bình thường á, mình có thể gặp nhau trên văn phòng nữa. Còn cái điều bất ngờ mà Ly muốn nói giữ để nói cuối chương trình này với Thanh Nhã với quý vị á, là Ly biết trong cái Việt Nam mới ha, trong cái thời điểm này có rất là nhiều người bị ảnh hưởng từ cái chuyện Covid, có người mất job, có người thay đổi cái job khác nè. Thì Ly có một cái cơ hội việc làm cho quý vị là nếu mà mình quan tâm tới ngành tài chính hay là quý vị muốn giúp đỡ cộng đồng của mình, muốn hướng dẫn họ về chuyện, cái thứ nhất là về chuyện hưu trí nè, quỹ đại học cho con, hay là về chuyện retirement, về chuyện retirement hay là bảo hiểm nhân thọ đi chẳng hạn. Thì Ly có một cái, nếu mà quý vị có quan tâm hoặc là quý vị muốn một cái nguồn thu nhập thứ hai đi chẳng hạn, hoặc là mình muốn chủ động thời gian giờ giấc của mình trong cái việc làm này á, thì Ly có một cái đội ngũ có thể hướng dẫn quý vị hoặc là train quý vị một cách chuyên nghiệp, hỗ trợ quý vị để lấy bằng và bắt đầu làm trong ngành tài chính. Cho nên là nếu mà quý vị có quan tâm thì vẫn gọi Ly ở số điện thoại 7143885566. Như vậy thì rất là tốt rồi. Và quý vị cũng có thể theo dõi chương trình Smart Money with Lý Hồ mỗi thứ tư hàng tuần lúc 4 giờ chiều trên đài truyền hình SCTV. Và một lần nữa Thanh Nhã xin cảm ơn rất nhiều sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Smart Money with Lý Hồ lần sau. Bye bye. Đến chào tạm biệt quý vị. Thank you.